So, Việt xin chào các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì Việt xin giới thiệu với các bạn một chiếc micro thu âm cài áo không dây để chúng ta có thể sử dụng kết hợp với lại điện thoại chúng ta thu âm từ xa. Thì hầu hết chúng ta đều đang sử dụng đó là thu âm trực tiếp bằng micro của điện thoại luôn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của điện thoại là chúng ta phải đứng khoảng cách gần. Khi chúng ta đứng khoảng cách xa thì nó thu rất bé, thậm chí là nếu nó quá xa thì sẽ không thu được. Nhưng với cái micro không dây cài áo này, chúng ta có thể đứng khoảng cách rất là xa vẫn có thể thu được. Đặc biệt là cái âm thanh của nó vẫn giữ nguyên như thế, nó không bị bé đi nhá. Và cái thiết bị trên tay mình đang cầm có cái tên là Mark 01. Đấy, đến tên của cái chiếc micro thu âm cài áo này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở ra để xem bên trong hộp gồm có những gì nhá. Rồi, đầu tiên là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, nhìn đây chúng ta có thể biết được cách cắm để sử dụng cái mic thu âm này. Tiếp theo là có ba cái túi. Trong ba cái túi này đựng những cái đồ khác nhau. Đầu tiên chúng ta có một cái jack, một đầu 3 khắc và một đầu 4 khắc, jack chuyển đổi này. Tiếp theo chúng ta có một jack chuyển đổi nữa thì nó gồm ba đầu jack. Một đầu chờ 3.5 chúng ta sẽ cắm tai nghe. Đầu này chúng ta cắm vào đầu thu và đầu này chúng ta cắm vào điện thoại. Một cái dây sạc. Cái sạc này chúng ta có thể sạc cùng một lúc hai cái đầu thu luôn. Và đây túi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái micro thu âm cài áo. Đây micro thu âm cài áo. Đây micro, còn đây là cái cặp. Cặp chúng ta cặp vào cổ áo ấy. Đầu jack cắm này. Đây micro của chúng ta đây. Chụp một cái bông nọc âm này. Và cái túi cuối cùng của chúng ta sẽ là một cái túi vải này. Bên trong có hai một cái túi ni lông. Và mỗi một cái túi ni lông nó sẽ là một cái đầu thu. Đây. Một đầu thu. Họ có dán một cái lớp chống xước ở đây nhá. Một cái lớp bóng chống xước ở đây. Móc ra thì nó sẽ rất là bóng này. Ok. Đây là toàn bộ cái phụ kiện có cái bộ micro không dây này. Nhìn có vẻ là nhiều thứ rườm rà nhưng thực ra sử dụng nó cũng khá là tiện. Đây bây giờ thì mình sẽ kết nối để thu thử một đoạn cho các bạn xem nhé. Như này thôi. Khi sử dụng chúng ta chỉ cần thứ nhất là hai cái đầu thu. Thứ hai là cái jack chuyển đổi và thứ ba là cái mic. Xong. Bây giờ mình sẽ cắm cái này vào điện thoại. Đấy, ví dụ đây là cái điện thoại quay video chẳng hạn. Đây mình sẽ thử bằng ghi âm nhé. Để chúng ta sẽ kiểm tra cái sóng âm của nó. Chúng ta kiểm tra sóng âm của nó. Còn đây là mic đây. Mình sẽ bật lên. Tần số của hai đầu thu này đã được cài đặt sẵn rồi nhé, tự động kết nối với nhau. Để kiểm tra thẩm âm thì bạn có thể cắm cái tai nghe vào đây. Đây là mình sẽ mở bắt đầu ghi âm nhé, để chúng ta nhìn vào cái sóng âm ở đây chúng ta biết được cái mic này thu như nào. Đầu tiên là mình để mic cách xa miệng này. Thì nó thu sóng âm nó rất là bé đúng không? Mình cho gần lại này. Alo 6, 7, 1, 2. Đấy, các bạn có thể thấy nó sóng âm nó hiện lên rất là to đúng không? 1, 2, 3. Bây giờ thì mình sẽ cầm cái đầu thu kèm theo mic không dây để đi xa nhé. Đi xa để xem nó thu to như vậy không. Alo 6, 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Đấy, mình đi khoảng cách vài mét rồi. Đây. Bây giờ thì mình sẽ mở lại. Mở lại xem ghi âm này này. Cho gần lại này. Alo 6712. Đấy, các bạn có thể thấy nó sóng âm nó hiện lên rất là to đúng không? 1 2 3. Bây giờ thì mình sẽ cầm cái đầu thu kèm theo mic không dây để đi xa nhé. Đi xa để xem nó
có thu to như vậy hay không. Alo 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 đấy, mình đi có cách vài mét rồi. Như vậy là trong video này mình đã mở hộp giới thiệu với các bạn cái bộ mic thu âm cải áo không dây cho điện thoại, nó rất là hay. Cái mức giá khá là rẻ mà sở hữu được cái micro này nó rất là tiện cho các bạn khi sử dụng thu âm và quay video. Rồi, cảm ơn các bạn xem video. Các bạn quan tâm sản phẩm thì comment video hoặc liên hệ cho bên mình qua số điện thoại 0904 678 66 nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.